Vấn nạn ném đá xe khách vẫn thường xuyên diễn ra, nhất là ở khu vực Tây Nguyên và miền Trung. Mới đây nhất, Công an huyện Thuận Bắc của tỉnh Ninh Thuận đã tổng hợp chứng cứ để truy tố 8 đối tượng ném đá, khiến 2 người bị thương phải đi cấp cứu. 8 đối tượng này cùng trú tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, có độ tuổi từ 16 đến 22. Theo đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 9, các đối tượng đã dùng súng cao su và đá ném lên các xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1 đi qua địa phận huyện Thuận Bắc. Hậu quả làm 2 ô tô khách bị vỡ kính hông, gương chiếu hậu và gây thương tích cho 2 hành khách. Trong đó, một người bị thương vùng trán, một người bị gãy 7 chiếc răng phải đi cấp cứu. Sự việc gây ra rất nhiều bức xúc cho bà con nhân dân, đặc biệt gây bất an cho các chủ xe và các phương tiện, tài xế lái xe qua đi vào cuộc và các hành khách đi trên các lưu xe. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị và của ban an toàn giao thông, cơ quan cảnh sát điều tra chúng tôi đã tập trung củng cố và huy động lực lượng truy tìm, và cho đến nay chúng tôi đã xác định được cái nhóm đối tượng tham gia gồm 8 đối tượng là các thanh thiếu niên với người đồng bào dân tộc thiểu số. Độ tuổi thì từ sinh năm 2004 cho đến 2001. Hiện nay chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xử lý, truy tố các đối tượng theo pháp luật. Lúc đó mình nếm xong mới biết là mình hiểu lại. Lúc đó mình biết có muộn rồi, mình sai. Hiện nay Công an Ninh Thuận đang củng cố hồ sơ, tiến hành dựng lại hiện trường để truy tố các đối tượng này ra trước pháp luật về hành vi ngông cuồng này.